Rồi, giờ thì mình sẽ đi vào bài luôn ha. Một cái project, mini project data ha. Việc của các bạn là mở file Power BI lên này. Đó, lên một cái giao diện mới cho mình ha. Rồi, giờ chúng ta sẽ hiểu được như thế nào là Power BI và cái cách get data như thế nào ha. Cái cách get data của chúng ta như sau. Chúng ta sẽ đây này, get data này. Thì cái chức năng chúng ta sẽ coi rất là nhiều chức năng ở trong này. À. Đó, chúng ta sẽ hiển thị các chức năng này. Đó, các bạn muốn cơ sở dữ liệu asset cũng được ha. Rồi SQL server cũng được ha, rồi Oracle database được ha. Thì thường thường các doanh nghiệp ấy, thì ít khi người ta cho mình sử dụng đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của người ta. Chỉ có một là mình dùng asset, hai là mình dùng folder, ba là dùng Excel, và trong hai cái là Excel và folder là sử dụng nhiều nhất. Thì hôm nay mình chỉ cho các bạn là cách get data bằng Excel trước ha. Thì các bạn bấm vào này, đầu tiên các bạn vô get data, sau đó bấm tiếp là Excel worksheet ha, rồi tiếp tục ha, bấm connect ha. Rồi á, các bạn nhớ download cái file 5.1 về dùm mình ha. Đây, document ha, top 1 ha, resource này. Rồi các bạn bấm vô đây. Đó, rồi các bạn chọn cái file GDB data Excel dùm mình ha. Thì sau khi mà chúng ta get data vào á, thì nó sẽ hiển thị như thế này cho chúng ta. Đúng không? Rồi chúng ta sẽ bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị những cái cần thiết cho chúng ta. Nếu mà dữ liệu data của ta sạch rồi thì chúng ta có thể load data ra luôn. Còn á, thường thường á, thì mình sẽ vào train form data nha các bạn. Thì sau khi train form thì nó sẽ hiển thị ra một cái màn hình mới cho chúng ta. Thì á, các bạn nếu các bạn không có những cái thân như thế này thì các bạn vào view ha. Sau đó bấm những cái này dùm mình ha. Bấm này, bấm này, bấm này. Về cái mục đích của cái thân view này cho chúng ta biết điều gì? Thứ nhất là gì, editing là như thế nào, enquire như thế nào ha. Thì có nghĩa là gì, có bao nhiêu quốc gia tương ứng á, là mình có đi tin được không, và chỉ có một ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là mình sẽ xem dữ liệu có bị lỗi không ha, rồi bao nhiêu dữ liệu là chiếm ha, là 95% ha, và NT là chiếm 5% ha. Thì chúng ta cứ coi từng cột một nha các bạn. Thì á, mình để ý như thế này nè, cái này á mình vừa nói á, là họ gọi là tiền xử lý dữ liệu. Thì những bài sau á thì các bạn sẽ học về tiền xử lý dữ liệu nhiều hơn. Còn á, sau khi mà mình import thì nó sẽ hiện ra những cái suộc này cho chúng ta này. Thì cái này được gọi là code đó các bạn. Code ha. Đó. Rồi chúng ta sẽ thấy dữ liệu này. Thì ta thấy một điều á, là các nước như thế này được gọi là cái gì? Là một cái key. Thì mình không để dữ liệu null được. Đó. Thì chúng ta bỏ null đi ha. Đó. Chúng ta load trước này. Rồi chúng ta bỏ null đi rồi bấm OK ha. Cái thứ hai chúng ta sẽ thấy kênh thân tiêu đề của chúng ta này, phía trên này thì nó là column đầu rớt. Thì chúng ta thấy một điều á, cái dòng đầu tiên này, này là có thể là thân tiêu đề. Thì á, chỉ có những người trong cuộc, ví dụ như các bạn sẽ biết được là cái thân tiêu đề là gì đối với cái file Excel của mình. Thì các bạn coi lại ha, cái file Excel của mình thì bài này mình chỉ đây. Còn nếu phía trên là nó đã là thân tiêu đề rồi thì chúng ta không cần chỉnh nữa. Còn nếu chưa phải thì chúng ta xem phải dòng đầu tiên là thân tiêu đề không nha các bạn. Rồi sau đó dùng view first row header. Đó, nó sẽ lên thân tiêu đề cho chúng ta ha. Đó, mình đã fill rồi dòng null này, thân tiêu đề này thì nó hiển thị ra fill này. Đó, mình đã fill cái dòng null này. Ha. Rồi cái thứ hai á là mình bỏ thân tiêu đề này. Cái thứ ba á, là nó sẽ thay đổi kiểu dữ liệu cho chúng ta này, như cái này là kiểu dữ liệu test này. Thì nó sẽ hiển thị đây cho chúng ta này. Đó, tương ứng test này, ABC này, đó. Rồi cái này là dữ liệu số này. Thì nó sẽ hiện 1, 2, 3 này. Còn cái kiểu này là dữ liệu dấu chấm phía sau này. Thì các bạn thấy ha. Đó. Nó sẽ tự định dạng cho chúng ta luôn. Và chúng ta coi coi một lần xem nó định dạng đúng chưa. Còn cái cột số 7 này này thì chúng ta thấy một điều á, là nó có dữ liệu chưa. Thì chúng ta bấm vào xem có chưa. À, nó không có dữ liệu về cái cột này bị dư ra. Thì chúng ta xóa nó đi. Thì sau khi xóa thì nó sẽ xuất hiện ra một cái dòng trạng thái cho chúng ta ha. Rồi sau khi dữ liệu mình ok rồi á, thì các bạn bấm vào này, close and apply ha. Đó. Thì nó sẽ hiển thị
cái bảng mà chúng ta train form ra. Đó, sau khi train form ra rồi, cái bài này mình chỉ cho các bạn là cái cách mà để gác một cái file Excel workbook vào ha. Rồi có rất nhiều cách ha, nhiều cách để mình gác ha. Thì mình có thể gác là thứ nhất là Excel ha, là mình đã chỉ ha. Cái thứ hai folder ha, cái thứ ba là các cơ sở dữ liệu ha. Thì đa số mọi người đều sử dụng hai cái thôi, Excel và folder thôi ha. Rồi cái thứ hai là mình chỉ cho các bạn là cách để chỉnh sửa dữ liệu ha, dữ liệu như thế nào ha. Thì đây ha, mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Nếu các bạn thấy video này hay, có ý nghĩa thì cho mình một like, một chia sẻ và comment bên dưới những cái mà các bạn không có thích để mình có thể chỉnh sửa. Nếu thấy ok thì các bạn cho mình một đăng ký nữa nha. Rồi, cảm ơn các bạn.